OK បាទបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាទៅ in long floatable string ឆាហ្នឹងគឺមានទំហំប្រមាណអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ size of នេះបាន size of នេះគឺគ្នាយើងប្រើ function នេះបានលុះត្រាតែយើង import header file មួយគឺ include បាទ include នៅ header file ឈ្មោះថា io manip manip មក save តោះមកទៀតគ្នាយើងខ្ញុំ show នឹងតាក់ទងជាមួយនឹង ប្រភេទ ទំហំប្រមាណ ឧទាហរណ៍ដាក់ថា size of in ស្មើអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ output គេដាក់ថា size of okay size of in អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងដឹងអំពីទំហំនៃ in តោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារ run អញ្ចឹងគ្នាយើងឃើញថា include io manip បាទ include សេខោណាគ្នាយើងណា include យើងសេខោណា include សេខោ អញ្ចឹងគ្នាយើងមើល error វា error នេះវាដាក់ថា include ហ្នឹងណា បាទគឺ error ណា សេខោ រូបមុន បាទ include ហើយ copy ហើយយើងយកមក replace មក save យើង run ម្ដងទៀតណា OK គឺទំហំ 4 គ្នាណាទំហំ 4 ហ្នឹងគឺ size of in ហ្នឹងឯងបាទទំហំ 4 បៃ អូខេ អញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការងារ check តាមហ្នឹង ណា អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ size of in យើងមាន size of short អញ្ចឹង copy មក size of SOE short អានេះក៏ short ដែរណា short អូខេ អញ្ចឹងគឺយើងមាន size of long long អានេះគឺ size of long តមកទៀត size of មាន float float okay and float មាននេះទៀតមាន size of long ណា double double បាទ double មាន size of គេនេះយើង size of in sorry ណាឆាអញ្ចឹងនេះគឺ size of ឆា មាន size of គេទៀត size of string អញ្ចឹងអានេះគឺ size of string អូខេ and ចុងក្រោយគឺ size of boolean ណា អញ្ចឹង b o l l អញ្ចឹង boolean ណា boolean តោះយើង save យើង run ទៅអានេះគឺជាគេហៅថា basic គ្នាយើងណា basic ប្រភេទតន័យ sorry return size of data type យើងណា អញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាតន័យយើងនេះអញ្ចឹងមាន 2 byte short in 4 long 8 float 4 double 8 chart 1 string 8 boolean 1 ណាអញ្ចឹងនេះគឺជា basic នៅក្នុងការធ្វើការងារគឺ return បាទ return នៅគេនេះយើងបាទ return នៅទំហំនៃប្រភេទតន័យនេះនីមួយៗតោះ OK ចប់ខ្ញុំកាត់ហ្នឹងគឺដាក់ខាងក្រោមណាខ្ញុំ comment វាចោលចាបាទឬក៏គ្នាយើងអាច save ណា ហើយយើង save អាហ្វាហ្នឹងទុកណា data type ហ្នឹងយើង save ទុកទៅអីណា ឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែថាខ្ញុំបិទវាវិញបាទបិទវាខ្ញុំកុំឲ្យវា compile នេះគេហៅថា វិធី comment ហ្នឹងគឺ code ហ្នឹងវាអត់ execute ទេណា ពេលយើង run មកវា show nothing តែណាវា show nothing ឲ្យយើងណា ព្រោះយើងបានបិទ code ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹង code ហ្នឹងអត់ត្រូវបាន execute ទេ បន្តមកទៀតយើងយកទៅលើ data type ហ្នឹង variable ហ្នឹងឯង យើងស្គាល់ណា syntax នៅក្នុងការ declare variable អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាការតទៅមួយ variable ហ្នឹងគឺវាមានការងារវាគឺ relate មួយនឹង data type ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង variable ក្នុងការ declare variable ថា id name x y ណាបាទ value 1 value 2 អញ្ចឹងណា declare បានគឺគ្នាយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើ data type វា require យើងកំណត់នៅថា variable នោះគឺស្ថិតនៅក្នុង data type មួយណា អញ្ចឹងណា ឧទាហរណ៍ id ខ្ញុំចង់ declare variable id មួយ អញ្ចឹង id គឺខ្ញុំត្រូវ declare វាជា in ដោយសារតែវា store ជាលេខ អញ្ចឹងដាក់ in id ឃើញទេហើយខ្ញុំ ស្មើមក បាទ id 101 យើងតួណា yes you see id 101 តមកទៀត បាទ ខ្ញុំចង់បង្កើតអញ្ញត្តិ គឺ declare variable name អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ in name តើទៅរួចអត់ណា ឈ្មោះ សុក អត់អាចទេ អញ្ចឹង name នេះគឺ ថៃវាតាណាណាថៃវាតែជាតួអក្សរហើយវា store ច្រើនអញ្ចឹងនៅឃើញដល់មួយគឺ string string ហេ string ជំនាញឡើយមកអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់អំពីលក្ខណៈថាវា store ជាអីបន្ត Và tòa mà tiết bà gender chứng đã thay in gender mà chứng nhóm storm về ẩm chứ này bà chứng vì ở trai tiết gender nâng bởi dân store chỉ tùm rong ở âm được cả F chứng đi dân ai nó hơi nó chả chả chứng dân là gender tức store chỉ âm bản anh đi dân pra single phổ này anh đi cứ tùm rong declare chế chả thế này bà và tòa mà tiết dân trong ở store nơi salary bao quát salary chứng cứ nó hơi đó đồ bỏ lắm thì dân được có float nè được có float chứng đã mắc float salary smart nè bà salary chứng bạc khai cốt dân ai store ban đầu thọ bạc khai cốt ở vùng mùi rối chơi ha sập chẳng hạn cái anh ai store bàn cái store bàn và tòa mà tiết boolean nhưng ta store is active smart nè true true nè khi là true của bán for của bán rứa co môi zero chẳng hạn nè anh đang via store bàn ok này cứ chia tập hết này tiền buôn group năng ấy mình group in ở miền lệch hay miền tua số miền lệch mình biết hay năng bù liền ok cho nên cứ chia nó công ca bậc ca variable để miền tập hết này nó cứ liền cái này đấy chẳng công ca bậc ca variable nó cái này dân trời điền cất tới bà điền cất ta id name gender salary nó viết store chia sẻ kì bà anh ấy khi dân từ điền cất phần năng tới bây giờ dân điền cất máy năng tránh khi dân ai cất đo để ta thay để dân thọ biến ta ở lệch dân vô anh mau declare in vô anh mau ở tua số vô mùi nam mau declare lệ mình biết vô mùi nam mau declare hay boolean vô mùi nam mau declare ok phần năng này to những con đây thua ca nghiệp ai post tận này nhưng vậy nhé bà nhưng đã tha xì áo bà xì áo ok đã tha đã tha stuff info information ta chừng nhóm thua ca nghiệp ai post vinh màu này anh ấy cứ basic phần dưỡng nhóm đã tha stuff id smart bà chừng nhóm bỏ id rồi bỏ id hay nhóm break line mà ind stuff id này cái stuff id trong copy này và tao mới biết là cứ stuff name chừng nhóm bỏ name rồi mà bất là ngày này ở bài thế nó không xin plus stuff gender gender tòa mà tiết salary ở chung cái cứ is active cho nên thà quạt nâng active là company dừng ở đấy cái bởi sân chiều fall cứ ở shop có shop thứ ca có đi giá những thứ này chẳng cứ những tăng chi bùn liền đấy is active sale hái này và tòa bị declare đắn hay dừng vô việc mà output mình bộ công khai declare này cứ dân declare hết đo đầm lại ở vía chứng viên đầm lại rồi chứng cứ dân vô mà show tại mà đóng nè bà show đi ra tại mà đóng mà nè bà show đi ra tại mà đóng mà ok show đi ra tại mà đóng ok ta chứng tìm thua ca nghĩa cứ rắn thế này nó chứng ở đây cứ stuff information vì tại tông cho môi năng ý kiến này dân error cái ta đi mơ error thì indl cứ nhầm xe khâu bà chứng in DL này chứng kho thằng ó này nhưng copy mà replay mà EN DL này tới rồi nè kho lờ mùi nè kho lờ mùi ta chứng chụp đam rán chứng sắc xe này cứ chia stuff information đại dân bàn declare nơi tụm tập hết tên này declare nơi variable hay vô mà output mình ok bản năng này dân chứng này dân ID nè điền xe tam máu điền xe tam nè cái này dân chọn declare cái student information đưa có stuff information chứng những ai declare bàn đấy nè, rồi có product information, category information, những ai sẽ declare đấy nè, ưu thọ product ID, product name, product category, product price, student ID, student name, bật tụ, cần đặt video chụp chứng này, ok chứng từ, cái khi những ai declare kết tờ lơ và phê tờ này vì hai vô máu, output máu đấy, chứng vấn năng sầm đập, dương, và vấn đề dương trong xuất xa tờ lơ, ca, svan vô lòng pi, variable hay thà ta cầm nọt thay vì nó chia sẻ kì, nè, ok, còn này. Hãy dừng chụp nên video của tôi.